Vâng, chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận cuối cùng trong round đấu thứ tư của đối đầu giữa đầu một Mạnh Hào và Chip Boy Không Được Khóc. Xúc! Xúc anh ơi! Xúc đi! Galaxy, ôi trời ơi! Vâng, Galaxy xem bên kia có AC cái gì đấy. Còn đôi bạn có một AC. AC dường như đến từ game thủ Chip Boy rồi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy con AC thôi. Vâng, AC. Bịp! Xoài quần quá hách! Còn tình huống hack não đấy từ Mạnh Hào. Khó chịu với cái ông này thật. Và các bạn đợi chút mình ra nhắc Mạnh Hào. Vâng, như vậy là tôi vừa chạy ra nhắc Mạnh Hào soi quân chậm thôi. Không nhìn thấy cái mẹ gì. Vâng, soi quân quá nhanh. Ra làm tí bò bà xỉu vào bình luận cho nó máu. Vâng, cày quá đây cái bò bà xỉu này, cày thật. Vâng, trận đây là trận đấu cuối cùng trong vòng đấu thứ tư của đối đầu của No 1 Mạnh Hào với Chip Boy Không Khóc rồi. Tỷ số là 1-4 và chắc chắn thua rồi. Quan trọng là thua bao nhiêu thôi. Ở tình huống chết dần đến người cầm Greg. Đó là No 1. No 1 cầm Seng. Vâng, đưa voi về dành cho cái thủ No 1. Hiêu đầu về. Một con voi 22, đôi voi. Chém gió nhiệt lắm nhưng mà tân vịnh hay. Và con voi thứ hai và có quả phụ dành cho No 1 trong trận đấu này. Ok. Bãi quả phụ chỉ có 5 cây thôi, BG. No 1 sẽ đánh gì trận này khi mà Mạnh Hào chết dần cầm Greg. Thôi đánh cùng rồi. Hay là đánh hai chém. Bài chỉ đánh 23 dần thôi. 23 dần chắc đánh chém thôi. 23 dần đánh cung thì nó bỉm bỉm. Vâng, chương 25, Chip Boy 18. Vâng, AC Pan là quân bên phía đối phương. Chắc chắn là như vậy. Hai mươi ba trên 24. Chuẩn bị đóng nhà. Đang cắt dân lên. Đang ướm để đóng nhà rồi. Đây là BL. BM ở đâu? Cái gì đây?
Vâng, đang chọc vào nhà M1. Hello Chip Boy. Chip Boy cầm pan trận đấu này. Có đôi voi để có thể ăn hoàng. Đây còn dân ăn hoàng nữa này. Vâng, Chip Boy bây giờ mới đóng nhà điều kiện thôi. Xúc thoải mái. Vã đấy. Vâng, in thua thì cũng thua 4-2, thua 5-1 thì cay lắm. Vâng, lúc nãy Mạnh Hào bảo thua 5-1 nhiều khả năng. Đen thật, vâng, nhiều khả năng thua 5-1. Vâng, chắc không đâu, vâng, thua 4-2 thôi. Lúc nãy Mạnh Hào bảo thua 5-1, mình đã bảo là thua thì đã thua 5-1 thì thua luôn 6-0 đi. Vâng, thua 4-2 thôi. Vâng, đang thua 4-1 rồi. 2L dành cho No1. Vâng, cặp đôi nhiều tuổi của Game TV, nhiều khả năng, vâng, sấp mặt trước hai nhõi con. Vâng, tối hôm qua thì có bạn nào xem lại trận đấu giữa U98 không được khóc với game thủ Bêu. Vâng, Beo và U97 bên phía BB Club. Các bạn phải nhớ xem lại trận đấu, vâng, C4 trận 2. Vâng, không xem lại là phí cả đời. Một trận đấu mà không thể tin được. Và bây giờ thì No1 đút con lạc đà vào giữa bãi gỗ của Chip Boy. Vâng, vì cái 1 lít không thể bỏ được. Vâng, thắng một trận được 1 lít nên là không thể bỏ được. Cố mà thắng đi. Vâng, thì Chip Boy cầm pan này không lên đời thế này. Vâng. Ôi ơi ơi, lại cả khóc ở đây nữa. Tôi hỏng rồi. No1 đang cân đôi trận đấu này. Chip Boy thì chết rồi. Vâng, không sẽ chết trong ít phút nữa. Khóc đã lên đời. Không biết là Chip Boy lên đời hay chưa. Được bài Pimeran. Vâng, đây rồi. Khóc cũng vẫn chưa ở bánh xe. Lên ăn hoang đôi voi này. Vẩy e đến từ game thủ No1. Kinh đấy. Vâng, đang bị giò của Chip Boy chọc vào. Khóc cũng đã có bánh xe rồi. Vụt con giò này. Ok. Vâng, bây giờ mình sẽ đẩy kênh cho bên Pau. Playlight.win. Ở đâu? Facebook gì đây? Facebook gì đây ông ơi? Facebook gì đây? Cứ nhắn vào group đi. Đâu nhỉ? Không thấy tin nhắn ở đây. À, tin nhắn chờ nhiều quá cũng không hiện. Vâng, như vậy là Chip Boy và không được khóc resize rồi. Tỷ số được nâng lên là vòng rút ngắn có 4-2. Vâng, thua 4-2 trong vòng đấu thứ 4. Chúng hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với vòng đấu tiếp theo, vòng đấu thứ 5. Vâng, đen thôi đỏ quên đi. Và vòng đấu thứ 5 thì tôi sẽ không còn quay máy của game thủ No1 Mạnh Hàm nữa. Mình sẽ quay máy của Yugi Mèo Mèo đối đầu với Bêu và Tịnh Văn. Và các bạn vào chờ trong giây lát.